mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh đồ điện Sài Gòn. Sáng nay mình sẽ giới thiệu với anh em dàn đồ điện Victor Modern UX WD70. Dàn này chạy được DVD anh em ha, DVD audio hoặc là video đĩa, xuất hình ra TV luôn. Mình đang test chức năng là chức năng giảm áo quang cái nhạc từ Smart TV xuống, chất lượng rất là cao anh em ha. Ngoài ra nó có DVD đọc được các loại đĩa nè, hai cái khe MD đọc tốt hết hai khe, và có FM full tần số bắt rõ nét đầy Việt, có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là mình gắn vô USB Bluetooth nghe nhạc cũng rất là hay. Ngoài ra nó có một cái cổng USB ở đây, USB audio, anh em kết nối cái cổng cáp máy in vô máy tính rồi nó nhận reverb, nó nhận như cái này như một cái sao cạc hát luôn, rất là hay, chất lượng rất là cao ha. Kết hợp anh em nghe nhạc lossless từ máy tính rất là hay. Rồi đây là chức năng giảm áo quang ha, mình test chức năng CD. Dàn này thì mình còn đẹp đến 95% anh em ơi. Thiết kế tổng thể tông màu bạc rất là đẹp, mặt này mà bạc, còn này là ốp giấy inox rất là đẹp, sáng bóng luôn. Lo bát màng carbon viền cao su, mít giấy và thép đơm, thép titan em ơi, thép là thép thật anh em ơi, thật không phải là thép giả bằng nhựa như các lòng vòng lo ba nổi tiếng khác. Tổng thể lo rất là đẹp, đúng model thằng vàng luôn. Đây góc cạnh ha, đúng model. Hình ảnh thì anh em quan tâm thì vô Zalo mình xem hoặc là mình gửi riêng cho anh em xem cho nó chi tiết hơn ha. Loa này thì giờ này thì lưới loa hơi bị rách sơ anh em ha, anh em về làm lại lưới hoặc là để dùng vuông sao còn bãi đây. Rồi mình chuyển qua chế độ CD nha. Sony anh em đã nghe rất là nhiều ha. Dàn này kết hợp với công nghệ Dolby Digital và giải mã DTS, nghe âm rất là hay. Mình tới chức năng MD. Dàn này thì sưu tầm trưng bày để phòng phú vân rất là đẹp anh em ha. Loại ba đường tiếng sang trọng. Cái âm MD thì quá sắc sảo. Đây là USB nè, mà USB là cổng này nè. Và đây là FM 95.6. Mình chỉnh cái anten để bắt rõ sóng hơn ha.
mình vào đài đây nè, mà tăng giảm tần số ở đây. Rồi mình test chức năng AUX nhập từ điện thoại máy tính nha. Mình đã gắn vô cái USB Bluetooth. Rồi nó không dây tới cái điện thoại này luôn. Đây mở nhạc trên YouTube. Thôi nhé gặp nhau cả. Model W70 dàn cao cấp, lo ba đường tiếng, bass mid treble cũng rất là đẹp. Màn tổng thể đẹp trên 95%. Lưới nữa hơi bị sờn phía trước, anh em đã làm lại không để nguyên sử dụng sao hết. Chạy được DVD, chạy được 2K MD và có dây máy quang nhập từ Smart TV xuống rất là chất lượng. Có cổng USB audio để làm sao cạc kết nối máy tính và FM full tần số bắt đầu đang đẹp việc. Có AUX khi nhập từ điện thoại máy tính hoặc mình gắn USB Bluetooth vô nghe rất là hay. Cái âm Victor thì đẳng cấp không còn bằng cãi nhiều anh em ha. Anh em mua vui lòng liên hệ mình 0981 333 246. Anh em đăng ký kênh, nhấn nút thông báo bên tay phải video, hình cái chuông nhận video mới nhất từ mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.